Sao chị tập làm sao mà Bây giờ 8 giờ 35 phút nha. Chị tập theo cái bình thường mà không có được mệt mỏi thì tập. Nếu mà tập dụ trong quá trình tập mà nó mệt thì đứng chị đung đưa tay. Thường thường có người mà giỏi giỏi nó múa từ 1 tới 8 nó không đung đưa tay. Nó không có mệt. Bây giờ chị múa tới khi nào chị mệt chị mới đung đưa tay thì tôi biết liền. Ví dụ chị sức thì tới một bài chứ tới ba bài chị mới đung đưa, tao biết tới đó chị sức thì đó. Về sau phấn đấu là tới 6 thức mới được đung đưa là mạnh rồi đó. Bây giờ cái múa bắt đầu múa cái bài đó đi. Múa làm sao là bây giờ 8 giờ 35 cái clip này có thể tôi không đưa lên mạng, tôi bỏ sharing liền vô cái mail cho thằng Huy thôi. Chị múa làm sao mà bây giờ hôm nay là cái bài mẫu đi tập chữa bệnh nè. Bây giờ cái mẫu đầu tiên múa từ 8 giờ 35 phút, múa 8 bài, chỉ khi đầu mệt mới được đung đưa tay vậy thôi. Ngày đầu tiên có được mấy bài bắt đầu đung đưa tay, nếu mà nó làm được từ 1 tới 8 bài mà không đung đưa tay là sức khỏe mạnh. Người ta hỏi người bệnh làm sao múa được liên tục vậy. Thấy không? Một bây giờ cái thời gian đó mình múa xong hết 8 bài này, mình chia cho số lượng một hơi thở là chạm 6 giây thì sẽ biết mẹ hở bao nhiêu hơi, đúng không? Chia ra bây giờ tao yêu cầu tăng gấp đôi lên, cách tăng hơi thở lên. Cái mỗi hơi thở nó đem một lần khí huyết, tao dẫn gấp đôi phải 2 lần khí huyết thôi, trong khi tài liệu nó biểu 9 lần thì rõ ràng mẹ múa quá ít. Rõ ràng ít quá mà sao chữa được bệnh. Nó nói tonify tức là curing, tức là làm sạch hết một cái tế bào xấu là 9 lần hơi thở, thì còn túi cuối cùng dường như tập nửa ngày từ 4 tiếng đó. Theo tài liệu phải tập 4 tiếng, tức là nó nhét vào vô bệnh viện luôn, tới giờ ăn ra tập, tới giờ ăn tới không cho mẹ đi chơi vậy đó. Mẹ phải làm vậy á, coi nhà là có bệnh viện chứ đừng coi thường, nó phải nhẹ tà tà nữa. Bây giờ sáng tập, trưa tập, cái giờ ăn cơm là tập, đứng đi học văn hóa thì cứ làm vậy thôi thì nó đủ, thì chắc chắn con bệnh nó lui. Như nữa, tại sao vô bệnh viện của khí công của Mỹ là nó bắt nằm trong nó để chăm sóc, là nó bắt mình vô cái nề nếp của nó giống như quân đội ấy. Còn ở nhà mình phóng túng lắm, thì mình mới coi lại mẹ bây giờ có phóng túng không hay về tùm lum đó. Là giờ nào tập có bị, sáng mấy giờ, chưa ăn ngủ dậy cho mấy giờ, chiều mấy giờ, cứ đúng giờ làm cho tao đi, thì đảm bảo nó không nhiều bánh mình được. Còn mình tật cái nó chết, bởi vì người ta gọi bế quan luyện công, ta lên núi không có ai phá, người ta cứ lo tập thôi, cứ giờ ăn ra ăn thôi. Mẹ không phải làm được vậy, thì ở đây nó ngay thành phố chứ nó gần núi, cho mẹ lên núi đó. Ở nó tập cái tí chiều cái kêu bả xuống, tí giờ con đem con chỗ ba rồi tới chiều thì mẹ xuống ngủ nhà vậy mới đúng. Bà không có làm gì hết thì cuối cùng bà cả ngày bà chỉ biết tập thôi. Bây giờ cho nó cơm nó mới nhà cái bệnh không có lo. Nó nói bây giờ ít nhất cái 4 tiếng, bây giờ mình lấy thí nghiệm nè, bây giờ thay điều cho mẹ tập thí nghiệm coi bao nhiêu lần, cứ tập đi, mẹ có tập bình thường mà lát hồi em phải coi cái động tác nó sai hay không, nó thiếu không, thiếu một động tác là chết bạn. Cái tay phải thẳng chứ không được cong, thấy không? Tôi chọn nó cong khí không thật, để ý cái góc tay phải vuông, là thấy tay này không? Nè. Mà không có đau đó nè em, mà mẹ nó cong tức là khí nó kẹt nè, cái tay thấy không, thấy cùi chỏ không, mới sửa chứ. Mình để ý cái cùi chỏ từ lúc nước ra vậy, là cái nước ra vậy gọi là nhâm đốc và xung mạch, xung mạch và nhâm đốc là nó chữa cái bệnh, là của vua của phụ nữ, nó đi qua tử cung, qua ngực và qua tuyến giáp. Mình phải nghiên cứu nhé, theo mạch xung là của phụ nữ, mạch xung mà nhâm mạch là nó đi qua tử cung, nó qua cái hệ cái ngực của phụ nữ thì bắt buộc phải ngửa ra, bởi vì cái động tác mà không có ngửa, không đứng, không rũ xuống là không qua cái đó, không qua cái kinh mạch đó. Tập phải có kinh mạch là khoa học, thứ hai là có lý luận. Cái này tủy sống nó dính tới hệ bảo vệ cơ thể, bây giờ muốn tăng hệ bảo vệ thì Mỹ chưa tìm cách nào tăng hết, không có thuốc men là tăng cái này được. Thế bây giờ tăng nè, chỉ có tập thôi, hỏi mày uống thuốc gì vô nó cho nó làm, tại nó là một tế bào phải vận động thôi, giáo dục nó thôi, chứ cho uống thuốc vô nó mệt thêm. Bây giờ sao cho uống vô cái tủy mạnh cách nào, đố mày, Mỹ nó tăng thuốc nó chỉ thay cái tủy khác thôi. Ví dụ như cái thận hư cắt thay thận mới, cuối cùng thằng đó cũng phải thay thận hoàn chết, nhưng mà thận tự nó vươn lên là khỏi thay luôn, mà nó không bao giờ hết.
ta chết hết khỏe vĩnh viễn. Bây giờ nó hay nhất cho nó thay nguyên cái đó đi, tức là cắt nguyên cái ngực người khác thay vô mày hết, vẫn bị liệt, nói thẳng luôn, đừng có tưởng gốc là tế bào, cái gốc mà cái gốc nó thầm làm việc, cái thằng lười biếng giống cái thằng đang nghiện xì ke ma túy, nó tự hết nghiện thôi, không cho cái thuốc nào vô cho nó uống hết rồi nhốt nó đi, tập rồi nó bỏ ra, chứ giờ cho thuốc gì nó cũng nghiện, nó la từ lúc nó cực đại nó la hét như chết vậy đó, thì cái tế bào mình muốn nhốt vậy đó, nó nổi cơn thì nó đập mình thôi. Nhưng ngồi coi có những cái động tác nó sai sửa đó, tại các động tác khí công là động tác nó đang uống các đường khí đi trong kinh lạc, mà cái đường khí nó những người khí công cao ta ngồi ta thiền nó sẽ thấy nó chạy đó. Thì ta nghĩ ông Đạt Ma ông nghĩ sao cái vận động phải giống như để cho nó chạy không, nó ổn ổn mà nghĩ cho ra, tại vì người ta đâu có nhỏ như ổng được. Thì bây giờ ông ngồi thấy khí chạy thì cái tay ông vận sao cho nó khí chạy, ông lấy cái tay uống vậy nó ra cái này, phải tự nhiên chế ra đâu, giống như thái cực quyền tại sao vậy, thấy không? Trong có 12 động tác Trương Phong luyện sao không lấy cuộc động tác khác làm, chỉ có động tác cút đất rồi cánh nước, trong cuộc đời biết bao nhiêu động tác giặt đồ xong lấy động tác luộm cái đuôi giày lên. Mình phải suy nghĩ đi, tại sao ông lấy động tác luộm đuôi giày hay luộm cục gạch ném cục gạch làm tập chế thành động tác khí công, thì ông thấy cái động tác này dính tới kinh lạc bên trong, ông tập lâu ông thấy ông quơ thấy nó chạy, ông ngồi yên thiền ông quơ thấy nó chạy, trên đó làm bác thấy chạy nó đứng lên mòn nữa, muốn chạy nó ông sơn nó xuống chân, thì cái chân phải làm sao, hiện nó có những đá đó nó xè xè như đúng nè, đúng lên đúng xuống cho xuống chân, thằng cái người xưa nó mò dần dần chín năm trời. Bây giờ mình không làm theo cái quy trình, không cái tiến trình ổng là mình sai, muốn mỗi cái là phải ngửa nhẹ ra cái rồi đứng thẳng, mọi cái ngửa ra đứng thẳng đều thở đều, không để một gì ngửa ra, đứng lên thở đều cái, đứng một chỗ thở đều, gục cái đầu thở đều cái, cứ theo nó làm tay chân cứ quơ liên tục, đó là giai đoạn giỏi rồi đó. Còn giai đoạn là mình làm tới đâu khi lo ngửa ra ngửa trước cái xong cái tay quên là chưa được. Nếu vậy phải tập lại, tập sao thuộc cái động tác cái đã, rồi bắt đầu phải kèm hơi thở vô, cái hơi thở này nó không phải là kèm như thể thao là thở bình thường, mỗi động tác phải cấp đủ hơi thở vậy thôi. Nó ngửa ra đứng thẳng cúi xuống, còn tay cứ chuyển động đều đều, cứ làm bình thường vậy để coi thống, mình làm cái phép thống kê là bây giờ tập hết 8 bài được bao nhiêu phút. Cho bây giờ nếu xong rồi á là mình thấy cái sức khỏe mình đầu tiên là mình sao múa liên tục 8 bài mà không phải thư giãn mà thở bình thường là giai đoạn 1, đó là thuộc bài rồi đó. Do đoạn 2 bây giờ thở đều theo dõi hơi thở, cái tay cứ quơ không cần biết đi từ đầu múa tới 8 bài, thở đều ở tốc độ là hít vô 3 giây thở 3 giây. Bây giờ bắt đầu giỏi rồi, làm chậm lại làm sao tăng gấp đôi thời gian thôi, là sao có giai đoạn cái này gọi là tập riu riu, tức là hâm cơm cho cái chín, còn cái bài năm chín hơi là tấn công mỗi cuộc một ngày tấn, ví dụ 2-3 ngày tấn công, một ngày riu riu là tập riu riu, vậy tập cứ đều để không cho nó lớn quá, tại khi nó bắt đầu nó muốn trỗi dậy mình cứ hâm riu riu thì nó tức là làm gây dữ loạn đó, cái tế bào nó không đánh mình được. Chứ giờ mình không để nó thời gian của mình tập nhiều hơn thời gian nó đánh mình mới được. Ví dụ ngày 8 nó có 16 tiếng lận á, tối ngủ 8 tiếng là nó cũng ngủ rồi, mà tối 8 tiếng nó không quánh, khó quánh mình lắm, để thiên khí nó vô, sinh lực nó vô, thì ba ngày 16 tiếng thì mình phải ít nhất mình phải lấn 9 tiếng, ngoài ăn uống là mình lấn tới 9 tiếng, là tập maximum là 9 tiếng. Tính tiếng thì cứ sáng ăn tập trưa học góc đi học, sáng đi học buổi trưa về ăn cơm, chiều đi học dọc cái hồi đi học, thì đi học như tập, mình tập ở đây nó có mệt đó, nó có ép mệt quơ quơ mà đúng giờ ra quơ cái đúng giờ qua cơ, sáng đi học là 7 giờ 8 giờ là thức 1-3 rồi nghỉ chút 10 giờ tới 11 giờ 3-6 chiều thì 1-3 3-6 tối 1-3 3-6
mình khỏi khỏi do bệnh thì mình thay đổi cách, hôm nay tôi múa liên tục, hôm nay tôi múa tấn công, hôm nay sáng sáng tấn công, thường thường cái tấn công tập buổi sáng, trưa riu riu, chiều múa mà không có lực gì hết, nó ba cách tập, buổi sáng là tấn công, buổi trưa riu riu, buổi tối múa thuộc lầu, múa cho có để hiểu thôi, rồi xong cứ vậy đều đều, làm sao lấn lấn một ngày lên tới 9 tiếng là thắng. Ngày có 16 tiếng ta múa 9 tiếng mà nó không làm gì được, mà mình không thấy mệt mỏi, nó không quánh được cái nào thì mình thắng cái thời gian, về thời gian mình thắng nó. Rồi nó quánh mình, nó phải quánh trong vòng trong 16 tiếng, nó phải làm cho mình tấn công mình bãi hoải, mình mệt mệt mỏi để cái sức đề kháng mình thấp xuống thì nó mới quánh mình. Sức đề kháng tao cứ giữ cứng vậy thôi, tao không biết mày là thứ gì, tao không biết tế bào ung thư hay tế bào gì, tao không cần biết, mày là tế bào gì nhất tao, sao sức khỏe tao giữ cứng, không cho mình xuyên thủng cái sức khỏe tao, tức là hệ thống bảo vệ cơ thể. Hệ thống thể nó ba loại, cái loại vòng ngoài, vòng ngoài nó cách cái máy phân này, tức là cái tay mình rờ vật mình phải biết nó là cái gì. Cái thứ hai là người thân mình ngồi gần hơn xa xa mình biết, đó là cái tâm là cái trung tâm điện. Còn cái thần là tức là chạy xe đó, gần tới nó né được, tức là mẹ phải tự chạy xe mà không cho đụng, chứ không 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 nên cho bà, không cho bà là bà tự lái đấy. Nếu mà đụng nhảy bà như cũ là bà thắng, còn đụng nhảy mà xe tới gần bà lắc là thua. Mình cũng nhảy mình tập phi công mà theo mày lái rất là cần bẩn, thấy không, thành ra người bệnh phải lái. Bây giờ sợ nguy hiểm thì lúc nào cho bà lái, lâu lâu cho bà lái chút, mày khỏi chở. Cái thần kinh nó lên, nó xì môi. Mày tưởng tượng như mình sợ đụng, nó xì môi nha. Nhưng mà không để ý. Cái luật nó vậy đó, cái gì mà mình làm không được, nó xì môi, thằng nó ra được cái chất độc. Chứ tỉnh lại vậy nè. Không tin, bởi bản thân bây giờ mình đang buồn ngủ, mình ra, mình sụp hụt cái bậc thềm, cái ô tỉnh mẹ, cái đó lúc đó đã thắng một mức trong trong bệnh tật á, tỉnh liền. Thì nó khi mà cái người mà học khí công mà không có bệnh á, lái xe nó vẫn hơn trước, đụng nhảy lên nó đáng dễ lắm. Không tin em tự kiểm tra hồi trước mình gặp mình, wow, mình hụt trước mình vẫn bình thường, lo quá. Cái xe chạy lách luôn mày, vượt qua hồi trước có xe kia đối diện xe này lách ra mình sợ, giờ tỉnh bơ tới qua này kinh là não tính được tới đây lách vô trong. Mọi người khác trộn nguy hiểm mà sao mình thấy hết đó, cái đó là cái của cái thượng năng điện, cái khí nó mạnh lên. Còn cái này mạnh lên đó là mình gặp người thân từ chưa tới gần, mình làm như thấy nó gần gần đâu này, mẹ mình gần đâu đây trong phòng, tới gần cái này mình đứng ngồi đây, cái thể nhắm mắt là mẹ đi ngoài đường ấy. Là người mẹ đang vô chứ không phải khách ngồi đây mà cách không mẹ đi được biết. Còn cách tay mà rờ cái này, biết cái này rờ cái gì, rờ nhắm mắt biết cái gì là cái tăng điện hạ. Nó có ba cái hào quang, tức là ba cái tần số, cái phát sóng của cơ thể khi nó mạnh phát, nó đo được hết cái đó. Tình là cái cảm biến của mình, cái đó cảm biến mà sờ mó là cái của vật chất, cảm dục ở dưới này. Còn cảm biến là cái tim đó, nó cảm biến được ai, người thân, người bé, giận không giận, nó thấy tự nhiên nó giận, là cái cảm biến này. Rồi cái não là chạy xe không bao giờ đụng ai, cả hàng triệu người chạy hỏi bảo bao nhiêu cái thông tin nó tới mà nó lắc được hết, phải giỡn không, xe ngoài đường tưởng ít hả, mấy cái ngàn chiếc nó chạy vào ao thì không bao giờ đụng nhau. Thằng nào mà yếu là đụng liền, bởi vì mấy già đụng thôi, có mấy thằng trẻ khó lắm mà thấy nó lắc như này. Cái xe ào ào nó lên quá, lại nó không bị hết, mình tưởng mình sợ tại cái thần kinh yếu của nó, chứ nó ngồi không thấy. Mình chạy không thấy nhiều người ngoài sợ, tại vì cái thần kinh nó rất là vững. Mình bây giờ không giờ tin em chạy với người ngoài nó sao mà ổ vậy, thành ra không biết, không thấy đó, nhưng mà nó thấy mình ổ thiệt. Nhưng mà tại vì thần kinh nó yếu của mình chứ không phải là mình chạy ổ. Vậy đó. Thì mẹ về nhà dọc, tức là mình làm sao giống như đi học sáng bây giờ. Chưa mấy giờ chịu sát nha, là tấn công là đánh mạnh cho nó. Trưa siêu riêng là múa vậy, múa đều đều hết. Chiều á là múa để thuộc chứ không cần tính giờ thời gian. 1, 2, 3, 4 độ khó rồi ngủ 3 suất. Tiến tới 9 tiếng trên 16 tiếng. Cập ngày có 16 tiếng mà 9 tiếng quánh là mày thắng bố nó rồi. Trong khi 9 tiếng đó là mình đã có ăn uống trong mà mình quánh tới 8 tiếng thôi, 8 tiếng mình trừ 4 tiếng ăn uống, 2, 3 tiếng uống. Thì giờ có 4 tiếng là 8 tiếng làm việc này.
Còn 8 tiếng là 16 tiếng một ngày là không là thức á. Chỉ 6 tiếng ngày cho 8 tiếng làm việc là 8 tiếng tập thi công đấy. Còn 4 tiếng ăn là 4 thì nó còn có 4 tiếng này. Là năm chỉ cần 6 tiếng mà thắng rồi. 6 tiếng mà mình không bao giờ thấy mình mệt mỏi là thắng. Cái là cái đúng giờ mình tập tập đều ngày nào cũng 6 tiếng thôi. Tại vì nó cũng phải làm việc 8 tiếng. Rồi nó cũng ăn uống nghỉ ngơi 8 tiếng thì 8 tiếng giờ của thằng tế bào ung thư cũng giống mình rồi. Bây giờ 8 tiếng là tấn công mình quất hết 6 rồi, rồi nó còn có 2 tiếng à. Còn 2 tiếng đánh mình à, 2 tiếng nó thua rồi. Tại vì 8 tiếng tao lớn hơn, tao dành hết thời gian của tao. Tao vận động rồi mày không có thời gian. Mà nếu mình ngồi lên rồi mình lại quánh, nó ngồi lên quá thì nó rất là chậm, nó sẽ nếu quánh mình nó sẽ chậm dần. Bây giờ mình đang cách nào giảm tiếng chậm dần cho nó. Mà chậm dần cho nó sẽ khô lại. Nếu mà nó không đủ năng lượng, nó chết khô chứ là mau già đó. Thằng nhóc con 9 tuổi mà già như thằng 40 vậy đó, như vậy cái tế bào nó bị như vậy. Nếu mà đánh được thành công thì nó thành cái thằng già chết, nó chết thành cục nó cứng. Bây giờ trước khi cứng nó bây giờ đừng nó khô, nó phải rỉ cái nước nó ra ở cái đầu ngực nó ra, nước nó khô dần chứ không thúi dần, nó khô dần, nó ra nước cái xì ra, tức là ra nó ra nước nhiều ra là mình mong mỏi vậy. Có thể nó cuối cùng thành cái cục cứng nó nằm luôn, đừng đụng nó này, cứng cứng cho cha sống chung với lũ là nó nằm. Nếu thành công theo thầy dự đoán nó thành công, nó thành cục nằm luôn, giống cái ông chỉ có một cục nằm trong bụng nha, mà ông lớn còn mình tới mức nào đứng lại, đứng lại nó khô cằn nữa là để yên luôn, đụng cái nó là chết đó, nó bung lên. Giống như là ta nói là nhốt cái thằng phá hoại vô một cái máy hạt nhân khóa lại, nó không cho ra, nó vẫn sống nhau đó, giảm nó lại thôi chứ không đánh nó được. Nó là giảm siêu năng lượng mà, không mày đụng tới siêu năng lượng mày bản thân mình chưa tạo rồi xong đi nó cứng nha, mình lập liên tục luôn, siêu năng lượng mạnh lên mình đập nó lên, tại mình chưa đủ sức đánh nó. Mình tập cái khi nào cái trình độ hơn nó mình cho nó ra quất nó chết liền. Thì tại vì mẹ chưa giỏi thi công, bây giờ xong nó cứng lại chỗ rồi tập tiếp đi, 10 năm sau đó quánh là cho mình đi mổ luôn, cho mình mắc cắt được mà không sao. Lúc đó nó thành cái thẹo rồi, lúc khỏe rồi thấy mình mạnh rồi đó, chiếu vô thấy cục đó là không có vấn đề cho mình mổ. Nếu như mình mổ hay cần hay không, mình cần gì, mẹ cần gì mổ ra, nếu vẫn sống thì mổ ra thì phải thêm cái thẹo là tốn tiền mổ, cái để cha nó sống chết gì ai đâu sợ. Nhiều người cứ ngứa cái chuyện đó trong người, nhiều người mà bản thân lâu lâu có một cục cái cứng trong người không có, để nó luôn, thầy mình đỡ nó lâu lâu có một cục cho nó tự cô lập đó, đem nó mổ chi. Nhiều người nói chuyện ngứa đòi mổ cục đó là vẫn là bú lành á, kể nó thịt chắc thịt, nhiều người là ngứa khó chịu, nghe một cắt bên cắt ấy, giống như là trên mặt có cái mụn rồi đen, cái mổ dục nhiều cái tán kỳ vậy đó. Thì bỏ cái tư tưởng đó đi, miễn sao có sức khỏe là chính, cái vẻ đẹp không quan trọng, mặc quần áo nó che rồi, cứ vậy mà sống thôi, làm sao ăn được ngủ được là tiêm đi làm việc được. Bệnh bắt đầu nó làm cho mình sợ, dần dần mình thấy mình cô lập mình trầm chủ được thì mình sống với nó sao, cái mục đích của mình họ thắng mà dụ giờ người ta sướng mẹ cái thẳng này thì ai cũng muốn kéo ra, ai cũng nó tới nhanh thì kéo được thì nào, nó kéo nửa được thọ luôn có nhà lắm như bình thường. Bây giờ mục đích kéo dài đó thì tay y cũng đang kéo chết cái mà nó đau đớn của mình, không có đau đớn tao cũng đau, cái dài mà không có đau đớn nó chọn cái nào chết vô cái đầu cậu đọc không có siêu nè. Vừa ghét coi những người đơn vị biết con người kiểu này của năng chữ mà nó lành, nó khỏe khỏe, nó vẻ khỏe. Nếu quen được có bác sĩ ở trong đó tới nó coi mà cái trình độ phải cao thì cái trình độ thấp nó coi nó hùn, trình độ cao nó suy đoán trong ngành của nó. Nhưng mà ngành cực tụi nó chỉ có cách cắt thôi, nó không cách nào nó nói hay hơn mình hết. Luôn luôn là đưa phương án của nó là cắt được không rồi. Nó không cách, bây giờ cái phương án bị tê nhiêu đó chứ làm gì. Như biểu nó làm gì, biểu nó giữ nó bóng dài, giữ mình nói cái thằng mà
chuyên khoa về trong bên tây y nó cũng khuyến cáo tác dụng, chứ nó không có phương pháp nào hết á. Họ bây giờ đưa tới là chắc thôi, chứ không có biểu cách nào để nó là vậy. Mình bây giờ mình kéo thì giống như nó cũng chữa trị bằng hóa trị xạ trị, thì mình chữa trị bằng năng lượng hay không? Nếu mà năng lượng mình mạnh có thể mình thắng, bên kia hóa trị nó chưa chắc là thắng, nó giết tế bào chứ thắng cái gì. Giết xong rồi nó cũng cắt à. Thì mình tới mức độ nào mình cần thì mình sợ thì mình cắt không thôi, mình cứ để tùy coi cái giai đoạn nào. Khi tập là chị nhắm mắt tập trung mình theo dõi cái tay đua, cái mở mắt là chưa thuộc bài, cái tay đua cái đầu nó hiện cái động tác vô hình trong đầu. Cái giống mình đồ chữ A, bây giờ nó thành chữ A, nó hiện trong não rồi. Mình muốn viết chữ A là mình không thèm viết, nhưng não hiện ra. Muốn viết chữ B trong đầu nó hiện chữ B trong đầu. Thì tập cái công nó giống vậy. A, B, C, chữ D hiện trong đầu, chữ E hiện trong đầu, chữ F hiện trong đầu, trong đầu hiện mấy chữ ta. Thì cái khí công vậy, là hiện cái động tác trong đầu, mình nhắm mắt múa. Mà ở người ngoài ta thấy đúng, là giai đoạn 1, tế bào nó thuộc rồi đó. Xong bây giờ mình làm chậm lại, làm mình bắt đầu theo dõi, mình cứ theo hít, mình theo cái hơi thở hít mũi và thở vị. Trong đầu chỉ nghe cái hít hà, cứ liên tục cái lúc xong rồi mới coi đồng hồ rồi ra. Giai đoạn 2 là chỉ theo dõi hít hà, tay cứ múa mà bắt đầu lấy hơi thở, mình còn giữ hít hà nhỉ, hít là vô hà ra, làm sao hít hà hết cái hít hà, chỉ nghe cái hít hà trong lỗ tai rồi tay cứ múa. Bắt đầu cái đó là đưa khí huyết vào luân chuyển toàn thân để lưu thông, chỗ nào nghẽn nó phải ráng vượt qua để nó đạt cái tỷ lệ là 30 phút nó xong một dòng khí cơ thể. Khi một dòng khí cơ thể nó có những trạng thái kết quả, ví dụ là đau không đau, rêm là tốt, mà nó không có gì là không tốt. Thẳng này nó đi nó phải vướng, nó phải có tác động. Mình tập mà không có vướng là nó không có qua chỗ đó. Nếu đi xe mà không ghé thì ghé tạm, nó ghé chỗ đó thì nó có thông báo lên não, à có cái gì á. Thì mình lưu thông tập 30 phút, nó lưu thông một chu kỳ 12 kinh rồi đại chỗ thiên rồi. Nó cái động tác đại chỗ thiên, mình không phải nhà khí công thì nó ngày xưa nó phải chế cái bài múa để thông đại chỗ thiên. À, cứ múa vậy là máu nó sẽ đúng chạy đúng một dòng 12 kinh và 8 kỳ kinh. Còn múa dở thì nó chưa là nó đi chưa, múa hoài nó thông, giống như lấy cái con dao mình cứ cạo con đường mà chạy hoài nó mòn, theo con múa ít quá nó không có mòn, nó không có thông, đi hoài. Còn thiên nhiên là máu huyết nó vẫn thông, nhưng mình phải đi thêm ngoài cái quy trình của thiên nhiên. Mình học thiên nhiên mình cứ tập hoài, mà thiên nhiên nó có những cái động, nó không cần cử động nó cũng chạy. Còn mấy ông người xưa nó phải có cử động để nhái cái hành động của khí trong kinh lạc. Thì ông bắt mình làm vậy để cái cơ thể nó nhái, nó làm động tác đó để máu chạy. Khi cái động khí nó chạy thì cái tay nó phải quơ, nhưng mà con người thường nó không cho quơ, khí nó vẫn chạy, ngồi bất cứ tư thế nào khí vẫn chạy toàn thân. Còn ông quơ cho khí chạy, tìm cái động tác mình quơ khí nó mới chạy theo đường kinh. Mình bắt máu nó đi qua đó một lần nữa, à máu từ tim nó qua kinh này cho tao, rồi qua kinh kia, kinh nọ, kinh nào rồi mình về cái tay tao quơ, thì mình khi vận động máu nó phải cấp năng lượng cho cái vận động đó chứ, thì nó phải đi ra lần nữa rồi, không ngồi yên thì nó cũng chạy. Bây giờ tao vận động theo cái quy trình cho trước thì máu nó phải đi, nó đi hết một vòng như là xong một kỳ kinh toàn thân. Thì mấy nhà thi công đều làm cho máu vận động toàn thân, đi chỗ nào vướng nó bảo đau, bó đau thì bắt nhà thi công tìm cách giải cái đau đó, giữa đau được rồi thức ngọt, đưa kỳ kinh qua những cái kinh mạch nó đi qua. Bởi vì nó bệnh nó phát từ kỳ kinh, các kinh mạch, chỗ kinh mạch nằm chỗ nào đau, kinh nào cho cái kinh mạch nó thông cho ta. Thì kinh của mình là kinh của ngực, nhâm mạch, xung mạch, đốc mạch, 12 kinh là kinh phổi đi qua ngực. Những cái đường kinh qua chỗ đó là phổi, gan. Để ý cái đường kinh, cái dây khí nó đi, cái dây kỳ kinh nó đi. Mình tập thông cái đường đó, đến cái chỗ đó là trung tâm bị bệnh của mình, là cái khu đó. Khu đó mình kiểm nó có
tâm bào qua nè, tâm kinh, tâm tâm tim, tim kinh tim qua, kinh thận, kinh kinh gan qua nè, kinh nhâm cũng đi qua, những cái kinh đi đứng lướt của nó là mình luyện hết những cái kinh nhiều hơn các kinh khác. Thì kinh nào bị nó sẽ đau, đi qua nó vướng nó đau, thì mỗi kinh nó sẽ nó chức năng kinh nào nó lấy chất độc kinh nó ra thôi. Ở đó dù nó sáu đường kinh qua thì mỗi đường kinh nó lấy một cái độc tố đường kinh đi qua cái cục đó nó lấy ra. Thì mỗi thằng đốt góp một lâu ngày thành bão thì nó chữa được bệnh. Luôn luôn thở đều qua, dù có ép xuống cũng thở đều qua chứ đừng có để ngọt, cứ thở đều vậy. Mình tập theo, mình trung thành với mình, không phải thầy nói cho mình ép cơ thể, mình cứ tập thoải mái, thấy mệt thì mình cứ nghỉ để mình đo lường sức khỏe. Không phải thầy biểu 8 thức mới xong, mình ráng 8 thức, mình cứ tập tới đâu thấy mệt, mình ngưng, rồi đứng cũng được. Tức là mình tập cho mình, chứ không phải tập trả bài cho ông thầy. Mình tập sao cơ thể, mình tập sao mà người nó không có mệt mà nó khỏe. Khi tập đúng nó nóng nóng trong trong nó tăng dần. Cái đó là nó gọi là lửa tam muội hay khí của đăng điện. Khí của đăng điện hạ. Đăng điện hạ mình nó tới 100 triệu tế bào luôn. Nó như tế bào não. Cái năng lượng chỗ đó, cái gốc năng lượng mình đó nó gốc của lấy địa khí chữ đất nó đem lên. Rồi cái tâm hạ năng điện nó làm một cái tâm giác lật ngửa, nó biến cái năng lượng địa khí thành năng lượng của mình, đốt nóng lên nó đưa qua thận, nó lấy tinh khí của thận nó tạo thành khí nó chữa bệnh mình. Cái tâm giác kia là như giống như cái lò lửa, địa khí hơi đất nó lên đốt địa khí, nó chuyển cái địa khí nó thành một cái dạng năng lượng khác, năng lượng nó trộn cái tinh túy của thận thành cái thận khí. Thận khí nó lưu hành hết 12 kinh và 8 kỳ kinh. Cái thận khí nó lưu hành hết 8 kỳ kinh mà nó vướng chỗ nào thì nó báo đau chỗ đó. Bởi vì nó thông bất thông, chỗ nào đau là không thông, tập mình cho nó hết đau hết rồi. Thông biết cục gì, mục đích của mình nhé. Còn cái tên của người ta là cái tên của Đông Tây Y nó đặt. Còn Đông Y chỉ có âm dương và nghẽn và thông mà không thông thôi, không có quy định. Tại tất cả cái gì trên vũ trụ này nó mã hóa thì thành âm dương mà. Đau không đau là âm dương, thông và không thông ta không biết nó là gì, đặt lại gì nó làm cho người bệnh nó hoang mang. Thành ra nó mã hóa, nó biến thành âm dương để không còn hoang mang, biến thành một cái con số, một cái hàm số có hai ẩn số, x y là âm và dương. Nó quy về cái tế bào ung thư cũng quy về tế bào âm dương. Rồi cái đó cũng âm dương, tôi quy âm dương đó vô cái hệ thống âm dương. Bây giờ là hệ đau và không đau là dương, hệ âm thông không thông, lấy hai cái đó tao trị. Ta không biết nó là cái gì, cái đầu tao đừng suy nghĩ tới cái kia, nó nghĩ cái âm và dương. Thông làm cho hết đau thì hết bệnh, thông tức là máu huyết tập đều nó không thấy mệt, mà cái hơi nóng nó người từng tầng tăng lên, mà nó tăng hơi nóng đầu tiên hạ năng điện, xong nó tăng dần tới trung năng điện, mà lên tới thượng năng điện, tới hạ năng điện thì mấy cái dục vọng mình nó bình ổn lại, tới cái trung năng điện là cái tình cảm, các cái nóng giận nó bình ổn lại, lên tới thần chỉ biết đúng và sai, lên tới đỉnh cao là chỉ biết chữa bệnh và hết bệnh, khúc giữa là tình cảm không suy nghĩ nữa, dưới là không còn dục vọng, là cái khí nó đi vậy. Khí nó đi từ ba cái năng điện, nó tỏa ra nuôi hệ thần kinh, nuôi hệ thống kinh lạc, nuôi hệ thống nội tiết, nuôi nội tạng, mà nuôi máu. Đó là cái khí của mình nó tạo ra, nó nuôi năm cái hệ thống đó. Mà theo nguyên tắc mà hệ thống bảo vệ cơ thể chỉ có tẩy được cái tủy sống là nó là gốc của sự hệ bảo trì cơ thể. Đưa vào tuyến nội tiết, đưa vào các hạch, tế bào trắng, tế bào đen, tức là hệ bạch huyết và tế bào đỏ vô máu, tạo ra máu, bạch huyết cầu, hồng huyết cầu. Nó lý thuyết rất rõ, nhưng làm sao tăng cái tủy lên, chỉ có thể đặt cái công thuốc nào mà tăng tủy mạnh đây. Cơ thể mình, cái tủy là do cơ thể tạo ra,
giờ muốn tủy mạnh lên thì do cơ thể tạo cơ tủy nó ra, chứ không có cái nào làm được. Mà cơ thể muốn tạo phải có một cái quy trình, có một cái lập trình gì đó để cơ thể nó tạo ra cái tủy đó để tăng hệ lực cái đề kháng lên. Do đó mình lấy cái bài này chữa cái bệnh này là đúng chuẩn. Nhưng quan trọng là cái thời gian tấn công của mình nhiều hơn thời gian tấn công của địch thì mình mới thắng thôi. Đừng để nó lấn mình. Nếu mình thắng thì nó đứng lại, nó đứng lại là mình mừng rồi. Mà đứng lại thì nó mau già, già trước tuổi, cuối cùng nó khô. Thành ra mình trẻ, nó già thì nó sống chung được. Nó là cái bệnh nhưng mà nó già hơn mình là mình thắng. Mình chỉ cần yếu tố quan trọng tại bệnh này, bệnh này là bệnh khó trị. Cái tư tưởng phải nói ra. Còn lý luận là sách vở nó có những bệnh hết. Gốc chữa bệnh là vì sao? Còn tập là thời gian tấn công mình phải kiên trì làm, dư đi học một ngày, cái sáng tập chút, trưa tập chút, giống như mình vô bệnh viện mình nằm. Cái nhà mình là cái bệnh viện thì tới giờ là bác sĩ vô thăm, là mình là bác sĩ luôn, là mình phải chữa. Trưa tới giờ mình, bác sĩ vô thăm là mình thăm cho mình bắt bệnh nhân dậy từ mình tập. Chiều bác sĩ tới là mình luôn, mình là bác sĩ vừa là bệnh nhân luôn. Đó, cái thi công như vậy. Bây giờ người ta nói tất cả cái gì ở đời này kiếm tiền của mình, kiếm sức khỏe mình rồi. Bác sĩ nó không sâu sát như mình đâu. Mình biết thì mình tự đi. Cả bác sĩ nó biết hàng trăm loại bệnh. Mình có một loại bệnh mình học 2-3 năm mình chữa không được à? Có một loại bệnh à. Bác sĩ nó học 14 năm có một loại bệnh. Nhiều loại bệnh, còn mình có một bệnh mình tập qua, mình tìm mọi cách mình chữa. Ăn uống nè, trong đó cái tinh thần mình phải thoải mái. Mình tìm ra cái khoa học để mình vững tin, mình tập, mình không có sợ nó nữa. Thứ hai là mình ăn uống. Ăn uống đừng cho cái phát triển đâu, tức là nó phải không có axit hóa nhiều trong cơ thể. Là ăn rau, tức là ăn chất dễ tiêu hóa. Thì bệnh ăn cháo là bệnh ăn cho nó dễ tiêu hóa, là rau với hải sản rồi. Chiều là ăn nhẹ, trưa ăn vừa vừa, sáng ăn hơi nặng chút. Cái đầu lọc vô là nó thức ăn có hai loại. Bởi vì trong đông y nó gọi là trà. Súp á, trà tức là cái nước uống gì nó thải độc ra. Cứ như là cái đậu đen mình nướng lên mình lấy cái nước á, là nó gọi là trà. Trà chứ không phải là cái trà như kiểu mình nói là cái trà của Bắc mình uống đâu. Trà của trong đông y tức là những cái chất từ cái đó mình nấu khô lên và lấy cái nước ra, dù đậu đen ra lấy nước mình đổ ra cái nước đó là dạ thải độc thận. Nhưng mà lấy đậu đen nấu chè thì bổ thận, là hậu thiên. Còn lấy cái sấy khô mình hướng nướng lên, mình lấy cái nước mình đen đen nó chảy ra mình uống, là gọi là trong y nó gọi là trà. Còn cái kia là súp. Súp đây là chè, cái đậu đen nấu thành chè là súp. Thì nó có hai loại trong y là trà súp. Nó đặt tên chung chung súp là cái gì, là cái cháo lòng. Thành ra bệnh nó phải ăn cháo, tức là ăn năm cốc, năm loại ngũ cốc. Ngũ cốc phải năm màu. Còn ăn một thứ thì phải có gia vị năm vị, tức là đủ ngay cay đắng hoặc bùi. Chấm cái món này, ví dụ rau muống phải có nước mắm, ớt, chanh, đường, tỏi. Đó, chấm ăn mới được, mới đủ. Cứ người chắc nó ăn vậy á, tôi vẫn ăn rau nhiều cái nước chấm. Đâu, chứ mày ăn lặt nhắt vậy thì nó không có khỏe, sẽ giảm huyết áp đi, sức khỏe xuống đi. Mày ăn chay nhiều cái vị đâu, cái vị đi chấm á, cái vị chấm rất quan trọng. Ăn chay nó phải cứ vậy, chấm muối, nước chấm, thải nó khỏe ra. Mặn có không, chanh có không, đường có không, rồi đắng có không, rồi thành cái nước chấm. Bởi vậy khi mình thấy những cái món ăn nổi tiếng như nó có những nước chấm riêng cho món ăn đó, thật ra nó rất khử độc trong món ăn đó. Ví dụ gà thì gừng, chứ ai đây ớt mắm gừng, nó ăn vô nó khử cái độc trong cái thịt gà ra. Thật ra những cái món nó phải thiết hợp. Ví dụ nhà mẹ muốn ăn rau thì cái mò ra có xô phải ăn những cái nước chấm gì, chứ ăn nước mắm thì chết rồi. Đó, phải cái nước đó phải rành lắm thì nó mới tạo đủ năng lượng hậu thiên cho tế bào. Bây giờ ăn hậu thiên là nuôi dưỡng, bây giờ tao nói khi đẻ ra ăn uống và thở mà. Thì ăn uống phải có hậu thiên là 25% đó. Còn tập là dạy cho cái tế bào nó khôn ra thôi, nhưng phải có cho ăn cho nó, tức là hậu thiên. Tại mình còn dở, nửa giỏi nó không dùng hậu thiên, nó lấy tiên thiên nó nuôi luôn, là hít thở thôi. Là giỏi mình mới lập một giáo làm gì mà giỏi khí cộng như vậy, tìm thấy hỗ trợ hậu thiên. Có nguyên tắc nào mà cho mấy vị không? Có chứ, năm vị màu đó.
Đấy là nó có nguyên tắc món nào là đi. Có, bởi vậy mới có lại đây ăn gà chấm gì, ăn tôm chấm gì, ăn rau chấm gì, có hết. Rau muống chấm gì, thấy không? Em coi hết ra liền, em dễ lắm. Giờ vô cái menu các món ăn mà của Đông Phương học đó, khi ăn gà đây nó có cái nước chấm gì nó ra liền, tức là các loại nước nước mà gọi là chấm thức ăn nó loại ra liền. Mà thức ăn đó là thức ăn mặn, còn thức ăn ngọt là dụ là chè đậu đen phải nấu với đường gì, rồi như là sạc sen phải nấu đường phèn, chứ đâu có nấu đường thường, đường vàng rồi đường đất, đường biển, đường mà trong veo là đường hóa.